Thưa quý vị và các bạn, khi tình yêu trở nên mù quáng không lối thoát, sẽ có thể gây ra bi kịch ám ảnh cho muôn đời sau. Vụ án Noan Chawi là cái tên đã quá quen thuộc với người dân Thái Lan, được xếp là một trong những vụ án ám ảnh nhất của quốc gia này. Noan Chawi là trường hợp bác sĩ giết người đầu tiên trong lịch sử Thái Lan, và đó cũng là điển hình cho bi kịch của tình yêu lầm lạc. Thông tin chi tiết ra sao, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Vụ án Noan Chawi là cái tên đã quá quen thuộc với người dân Thái Lan, được xếp là một trong những vụ án ám ảnh nhất của quốc gia này. Noan Chawi là trường hợp bác sĩ giết người lần đầu tiên trong lịch sử Thái Lan, và đó cũng là điển hình cho bi kịch của tình yêu lầm lạc. Noan Chawi Bedrock là một người phụ nữ sinh năm 1932, xuất thân trong một gia đình giàu có. Noan Chawi dù là một người phụ nữ có dáng vẻ thấp bé nhưng lại gây thiện cảm nhờ vẻ hoạt bát và tốt bụng của mình. Sau khi được gia đình tạo điều kiện cho ăn học, Noan Chawi được nhận vào làm điều dưỡng tại một bệnh viện địa phương. Đầu năm 1958, cô đi du lịch với một người bạn và tại đây, Noan Chawi đã tìm thấy tình yêu của đời mình với một bác sĩ tên là Atip Yuthan Setakan. Và đây cũng chính là người đàn ông gây ra bi kịch đẫm máu trong cuộc đời nữ điều dưỡng này. Atip Yuthan Setakan là một người sinh ra và lớn lên ở Bangkok. Anh là con út trong một gia đình có 5 người con, bố mẹ đều là công chức trong bộ thương mại. Atip Yuthan Setakan được mô tả là người đàn ông có vẻ ngoài khá phong độ, điềm đạm và thông minh. Đây cũng chính là điểm mà nữ điều dưỡng đem lòng si mê người đàn ông tài giỏi. Cả hai bắt đầu trò chuyện và giữ liên lạc qua những bức thư tay. Nhận tưởng tình yêu nảy nở giữa hai người sẽ có một cái kết đầy ngọt ngào, nhưng đời không như là mơ. Atip là một người đàn ông tài giỏi, luôn nhận được sự ngưỡng mộ của các bóng hồng vây quanh. Điều này khiến cô Noan Chawi nổi cơn ghen. Sau khi bác sĩ Atip chuyển công tác đến bệnh viện gần nơi Noan Chawi sinh sống, nữ điều dưỡng này thường xuyên xuất hiện trong văn phòng của bạn trai, đi theo Atip đến bất kỳ nơi đâu để khẳng định chủ quyền. Điều này khiến người đàn ông cảm thấy khó chịu vô cùng. Giữa lúc chán chường vì cô bạn gái ghen tuông, Atip đã tìm thấy tình yêu mới bên Sombun, một nữ sinh viên trẻ tuổi xinh đẹp và thông minh. Mặc dù vậy, vào ngày 17 tháng 3 năm 1959, trước sức ép của bạn gái, Atip đã đăng ký kết hôn với Noan Chawi để thoát khỏi cảnh bị quấy rầy, kìm kẹp. Tuy nhiên, sau đó bằng mối quan hệ của mình, Atip lại đăng ký kết hôn với nữ sinh viên mình yêu. Điều này đã bị Noan Chawi phát hiện và hai người phụ nữ bắt đầu cuộc chiến kẻ tám lạng người nửa cân. Cả hai người đến bệnh viện Atip làm việc để tranh cãi hơn thua. Sự việc tồi tệ đến mức bệnh viện phải yêu cầu hai người phụ nữ không được phép xuất hiện tại đây nữa. Dù đã đăng ký kết hôn nhưng lại chưa tổ chức hôn lễ. Trong khi nhận thấy Atip ngày càng lạnh nhạt với mình, cô Noan Chawi quyết định trói buộc trái tim của người mình yêu bằng cuộc gặp mặt hai bên gia đình để bàn chuyện đám cưới. Tuy nhiên lúc này, bác sĩ Atip nói rằng sẽ không có đám cưới nào diễn ra cả vì anh quá chán nản với Noan Chawi. Trước sự phũ phàng của người mình yêu, Noan Chawi đã quyết định mang quần áo dọn đến nhà bác sĩ Atip mà không báo trước để sống chung với anh này, nhưng đã bị vị bác sĩ từ chối, đuổi cô về nhà. Những ngày sau đó, Noan Chawi liên tục đòi tìm gặp Atip để níu kéo tình cảm. Cuộc tranh cãi dai dẳng chỉ kết thúc khi người dân phát hiện thi thể của Noan Chawi bị trói tay và bịt mắt vào ngày 12 tháng 9 năm 1959 tại cầu Nonthaburi. Kết quả khám nghiệm thi thể cho thấy nữ điều dưỡng tử vong với 3 vết đâm trên ngực. Sau khi bị sát hại, kẻ thủ ác đã phi tang thi thể bằng cách ném xuống sông. Trên tay nạn nhân vẫn đeo một chiếc nhẫn có khắc chữ Ramnetra, họ cũ của chồng cô. Bác sĩ Atip sau đó đã bị đưa đi thẩm vấn vì anh là người cuối cùng được trông thấy tiếp xúc với nạn nhân. Tại sở cảnh sát, Atip không thể nào che giấu vết xước trên tay của mình. Điểm nghi vấn này khiến cảnh sát càng thêm tin rằng người đàn ông này chính là nghi phạm chính trong vụ án. Mặc dù liên tục kêu vô tội, nhưng Atip cuối cùng phải khuất phục trước những bằng chứng không thể chối cãi. Anh nói rằng chỉ khi nữ điều dưỡng không còn, người đàn ông mới thoát khỏi vòng kim cô tình yêu trói buộc mình bấy lâu nay. Theo đó, vào ngày 10 tháng 9 năm 1959, người đàn ông đã hẹn nạn nhân đến bệnh viện để nói chuyện. Đồng thời, sắp xếp với 3 đồng phạm khác, sắm dao, túi ni lông, dây điện, v.v. để chuẩn bị cho âm mưu tàn độc. Vào chiều ngày hôm đó, Atip đã đưa nạn nhân đến nhà một người bạn chơi
Và đây chính là cái bẫy vị bác sĩ đã giăng từ trước. Trong lúc cô Nuchenqui không để ý, Atip đã dùng khăn chứa thuốc mê bịt mũi nạn nhân, khiến cô bất tỉnh. Rồi sau đó Atip giết hại người vợ trên giấy tờ của mình, cùng ba người đàn ông khiêng xác đi phi tang. Cuối cùng, Atip bị kết án chung thân, nhưng sau một năm, người đàn ông đã được thả ra với lý do mang trọn bệnh. Cuối cùng, nửa phần đời còn lại của Atip là nằm trong bệnh viện với căn bệnh khó chữa. Trước khi qua đời, câu nói cuối cùng mà Atip thốt ra đó là lời xin lỗi từ đáy lòng mình. Nuchenqui, anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã giết em. Nói xong, Atip ra đi một cách thanh thản sau thời gian dài dằn vặt với tòa án lương tâm. Dù hàng chục năm đã trôi qua, nhưng vụ án Nuchenqui vẫn được người đời nhớ đến. Thậm chí vụ án đã được dựng thành phim và được công chiếu rộng khắp Thái Lan. Vụ án là điển hình cho câu nói, chỉ đến lúc chết, chúng ta mới xa rời. Vì tình yêu mà cả hai người, từ bạn đời lý tưởng của nhau mà bỗng chốc trở thành kẻ thù. Thưa quý vị và các bạn, hàng loạt các vụ án mạng xảy ra liên tiếp vì tình yêu. Song không ai có thể ngờ được bi kịch từ một tình yêu mù quáng sẽ kết thúc ra sao nếu một trong hai không có những cư xử đúng mực. Đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên ấn like, subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi để cập nhật những tin tức thời sự mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại.